Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc phát triển nghiệp vụ, mở rộng hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh, tập trung hướng tới là những khách hàng cá nhân nhằm đẩy mạnh triển khai việc giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch kinh tế. Hiện nay, các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính, gói tín dụng, tiện ích hiện đại trên ứng dụng công nghệ ngân hàng số để phục vụ khách hàng. Để quảng bá thương hiệu, tăng sức cạnh tranh, gia tăng thị phần, tăng doanh thu và đa dạng hóa các dịch vụ gửi tiền tiết kiệm, dịch vụ hướng tới những khách hàng cá nhân. Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân đang là xu thế đối với hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay. Với một khách hàng thông thường, chỉ cần khách hàng có cái điện thoại thông minh thôi, thì khách hàng cũng có thể thực hiện là mở tài khoản online. Thứ hai là việc là gửi tiết kiệm online thì khách hàng, với lại đặc biệt là ngân hàng cũng có một số những chính sách ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng mà gửi tiền online như vậy, có thể cộng từ 0,4 đến 0,6% lãi suất cho khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng thực hiện công việc này. Năm 2024 có khoảng 130.000 khách hàng cá nhân có tài khoản tại ngân hàng Thị Thương Techcombank chi nhánh Thái Nguyên đang được hưởng nhiều ưu đãi có lợi cho khách hàng với số tiền trong tài khoản cá nhân của mình. Thì Techcombank cũng đã tiên phong ra cái tính năng sinh lời tự động, tức là giúp tối ưu hóa toàn bộ cái nguồn tiền nhàn rỗi trên cái tài khoản thanh toán của khách hàng. Khách hàng sẽ được nhận cái lãi suất tương tự như lãi suất gửi tiết kiệm mà lại không phải thực hiện những cái thao tác gửi như thông thường. Cái gói gửi bảo lộc thì rất là ưu đãi. Thì cái gói gửi đấy thì thuận tiện là tiền gửi lãi suất nó rất là cao mà mọi người có thể thu lãi về bất cứ lúc nào. Với một chi nhánh, 3 phòng giao dịch tại các huyện, thành phố để hỗ trợ cá nhân tiếp cận các dịch vụ trên ứng dụng số, gói tín dụng tiêu dùng tạo điều kiện khách hàng cá nhân trong tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Thái Nguyên luôn chủ động kế hoạch trong kinh doanh. Chúng tôi cũng giới thiệu đến những người dân vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những đối tượng chính sách, những hộ gia đình kinh doanh, những cái sản phẩm dịch vụ, những gói vay ưu đãi nhất của Ngân hàng An Bình nhằm đưa tới cho khách hàng những cái giải pháp kinh doanh thuận lợi, đồng thời nữa là tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của người dân trên địa bàn. Khi tôi đến với ngân hàng đây thì tôi thấy các bạn giao dịch viên giới thiệu rất nhiều cái chương trình rất là hợp lý. Ví dụ như là chương trình cho vay, lãi suất rất là thấp, chương trình chẳng hạn như là khi có vốn để lại đấy thì là lãi suất cũng rất là cao. Và thứ hai là tôi rất là ưng ý với những cái chương trình gói dịch vụ là online. Đầu năm 2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm. Lãi suất tiền gửi giảm khoảng 0,15 và lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,25% các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại so với cuối năm 2023. Để khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với các sản phẩm, tiện ích dịch vụ tài chính, hưởng nhiều chính sách ưu đãi có lợi, thì hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tư vấn trực tiếp, hỗ trợ từ xa qua đường dây nóng, đa dạng hóa các dịch vụ trên ứng dụng số nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong xu thế hiện nay.